Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Theo thông tin mới được cập nhật, các lực lượng chức năng của thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An đã phối hợp bắt được nghi phạm sát hại, cướp tài sản của nữ nhân viên quán cà phê ở huyện Hóc Môn. Nghi phạm bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở cánh rừng thuộc xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Nghi phạm là Nguyễn Thanh Tâm, sinh năm 1997, thường trú ấp Bến Đỏ 1, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, cơ quan điều tra xác định nghi phạm giết người ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh rồi bỏ trốn, ẩn nấp tại cánh đồng rậm rạp ở huyện Bến Lức, Long An. Trong đêm mùng 8 tháng 1, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an cùng chó nghiệp vụ truy tìm tung tích của đối tượng. Khu rừng nghi đối tượng đang lẩn trốn rộng hàng trăm hecta và rộng rạp. Địa hình phức tạp nên các tổ công tác phải liên tục thay đổi phương án và thay phiên nhau làm việc. Bên ngoài cánh đồng, dọc theo tuyến đường liên ấp 7, lực lượng công an địa phương, dân phòng, cảnh sát giao thông lập các chốt chặn bao quanh bán kính hơn 4 km của khu vực thuộc xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Khu vực tìm kiếm tiếp giáp ấp 7 và ấp 8, xã Lương Hòa, chủ yếu được trồng tràm, chanh, ổi, dừa và nhiều cây cỏ dại ung tùm nên việc truy tìm hết sức khó khăn. Cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã tuyên truyền và đưa hình ảnh, đặc điểm nhận dạng của nghi phạm để người dân đề phòng và kịp thời báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện đối tượng tình nghi. Đồng thời, lực lượng chức năng dùng flycam, loa phát thanh di động kêu gọi hung thủ sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Ngoài ra, chính quyền xã cũng đề nghị người dân trên địa bàn kiểm tra từ ngày 6 tháng 1 đến nay có bị mất quần áo, giày dép, dao hoặc các dụng cụ làm nông của gia đình nếu bị mất báo cho công an xã. Ngày 8 tháng 1, Thông tin từ công an tỉnh Long An, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh, các đơn vị đã phối hợp với công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục truy bắt hung thủ gây án được cho là đang trốn ở cánh đồng rộng tại Long An. Ông MS, chủ vườn tranh ở ấp 7 nói: "Hai ngày nay nghe thông tin kẻ giết người lần trốn ở khu vực này, tôi cũng lo sợ, không dám đi thăm vườn. Sáng nay thấy lực lượng ở đây đông, an toàn nên tôi đi vào thăm vườn thì phát hiện mấy tấm bạt để che xe rùa trong vườn, không biết có phải hung thủ lấy hay không, tôi cũng hơi lo." Ngoài chủ vườn tranh, những người dân trồng vườn nơi đây cũng phát hiện mất dừa, phát hiện vỏ chuối, nghi của hung thủ bỏ lại. Khuya ngày 8 tháng 1, các lực lượng chức năng đang túc trực, phối hợp để truy bắt hung thủ sát hại nữ nhân viên quán cà phê ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh vào sáng ngày 6 tháng 1, rồi bỏ trốn tại Long An. Tại con lộ liên ấp 7 tại xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, cơ quan chức năng bố trí cả trăm cảnh sát chốt chặn, khoảng 50 đến 100 mét dọc theo con lộ, được bố trí một nhóm từ 3 đến 5 cảnh sát túc trực. Phía bên trong khu vực cánh rừng rộng hơn 3 hecta nơi hung thủ nghi đang lẩn trốn có khoảng 20 chiến sĩ cầm gậy, cây, đèn pin đi vào để truy tìm kẻ này. Ngoài ra họ còn dùng flycam gắn bộ đàm bay xung quanh khu vực cánh rừng để kêu gọi hung thủ sớm ra đầu thú. Trong ngày, lực lượng chức năng huyện Bến Lức cũng huy động một số xe quốc đến, mở một đường mòn đi thẳng vào trung tâm khu rừng để phục vụ quá trình truy lùng nghi phạm. Bên cạnh đó, cán bộ ấp 7 xã Lương Hòa cũng thông tin trên loa phát thanh kêu gọi hung thủ gây án sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật và yêu cầu người dân cảnh giác đề phòng hung thủ. Nếu phát hiện kẻ tình nghi thì báo ngay đến cơ quan chức năng. Trước khi hung thủ đến lẩn trốn tại khu vực mình sinh sống, ông Dũng, 63 tuổi, ngụ xã Lương Hòa cho hay, Quanh ngôi nhà của ông trước đây có hai camera, nhưng khi sự việc xảy ra, ông phải gọi người đến lắp thêm một camera nữa để đề phòng. Ông Dũng nói, mình lớn tuổi rồi, phải lo lắng đến vấn đề an ninh của gia đình. Lỡ như hung thủ làm liều, làm điều gì đó không hay với gia đình thì sao? Theo ông Dũng, những ngày này, các gia đình sống quanh khu vực này phải thay đổi thói quen sinh hoạt. Trời chập tối là đóng cửa và có bao nhiêu bóng đèn trong nhà đều bật lên hết. Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang gắt gao truy tìm hung thủ. Như thông tin đã được đưa trước đó, khoảng 10 giờ ngày 6 tháng 1, người dân nghe tiếng la hét bên trong căn kiosk đồng thời là quán cà phê giải khát trên quốc lộ 22, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay lúc này, một nam thanh niên rời đi trên chiếc xe máy hiệu SH1 với tốc độ cao. Người dân đến kiểm tra thì phát hiện chị NTHP, 22 tuổi, nhân viên quán cà phê trọng thương, nằm thoi thóp và tử vong sau đó. Nhận được thông tin nghi phạm giết người cướp của lái xe máy chạy từ Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đi theo đường tỉnh 830, chạy về hướng thị trấn Bến Lức. Lực lượng công an đã tổ chức truy bắt. Chạy được một đoạn, nghi phạm đã quăng xe máy lại bên đường và chạy xuống một khu đất rộng toàn cỏ cây dại mọc um tùm. Liên quan đến vụ giết người cướp của tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đang lần trốn ở Long An, ngày 8 tháng 1 tại ấp 7 xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, nơi nghi phạm bỏ xe lần trốn, các lực lượng chức năng đang tìm theo dấu vết hung thủ. Là người trực tiếp tiếp xúc với nghi phạm giết người, đến bây giờ bà Huỳnh Thị Tuyết, sinh năm 1973, ngụ tại xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, vẫn cảm thấy sợ hãi khi nhắc lại câu chuyện. Theo bà Tuyết, lúc đó hơn 16 giờ ngày 6 tháng 1, nghi phạm dừng xe ở cửa hàng của mình để mua nước và thuốc lá. Bà Tuyết nói, nó đội nón, đeo khẩu trang vải kín mít, lúc đó tôi chỉ thấy đôi mắt, Nhìn đôi mắt thấy sợ lắm, mà cách nó mua nước cũng khác với người thường. Bà Tuyết cho hay, sau khi mua nước uống, nghi phạm xin mật khẩu wifi, nói chuyện với người nào đó lâu lắm, sau đó hắn gọi mì tôm để ăn nhưng không ăn, để đó nở hết và phải đổ đi. Bà Tuyết cho hay, tôi thấy nó ngồi mệt mỏi lắm, đến hơn 20 giờ tôi dọn hàng thì nó mới rời đi. Khoảng 30 phút sau, công an tới tìm hiểu thông tin và cho bà Tuyết xem hình nghi phạm. Lúc đó, bà Tuyết như rụng rời tay chân vì không nghĩ đã tiếp xúc với nghi phạm giết người man dợ hơn 4 tiếng đồng hồ. Từ hôm xảy ra sự việc đến giờ, gia đình bà Tuyết đề phòng hơn, con dâu cũng ở nhà để phụ bà việc nhà vì mấy hôm nay bà mất ngủ vì ám ảnh đến bây giờ. Là người theo đạo công giáo, hàng ngày 4 giờ dậy đi lễ sáng, nhưng từ khi vụ việc xảy ra, gia đình bà Bùi Thị Ba, 64 tuổi ngụ tại xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, nơi nghi phạm để xe trước cửa nhà bỏ trốn, cũng không dám ra khỏi nhà từ lúc tờ mờ sáng nữa. Đây cũng là tình cảnh của các hộ dân xung quanh. Bà Ba cho hay, nghi phạm chưa bị bắt có thể trốn quanh khu vực bà sinh sống nên gia đình lúc nào cũng trong tình trạng cửa đóng then cài bà chia sẻ vì chưa bắt được nghi phạm nên trời bắt đầu tối thì nhà nào cũng lo đóng cửa xung quanh có bao nhiêu bóng đèn bật hết lên rồi chó sủa thì mở camera lên để nhìn theo bà ba người dân không dám ra đồng công an cũng kiểm tra kỹ lắm chỉ tay vào chỗ nghi phạm ngồi rồi để xe lại Bà bà cho biết thời điểm đó đối diện nhà bà có đám cưới, nghĩ là ai đó đi đám rồi để xe lại, chứ không nghĩ là do nghi phạm giết người. Bà ba cho hay, đêm hôm trước con trai gọi điện nói là có kẻ giết người cướp của đang giấu xe trước nhà mình, mẹ có hay không? Tôi trả lời không biết gì, sau đó thì thấy công an đưa chó nghiệp vụ đến truy tìm hung thủ. Hai ngày nay, nghe thông tin kẻ giết người lẩn trốn khu vực này, anh Minh Sa hàng xóm gia đình bà ba lo sợ không dám đi thăm vườn. Sáng nay thấy lực lượng công an đông an toàn nên mới dám vào thăm vườn tranh. Anh Sa nói, khi vào thăm vườn tôi phát hiện bị mất tấm bạt tre xe rùa trong vườn, không biết có phải nghi phạm lấy hay không nhưng tôi lo lắng. Sau vườn bà ba có những dấu chân mới quanh hàng rào, vỏ chuối để lại. Khu vực này đất rộng hàng chục ha chủ yếu trồng chanh, cây ăn trái khác và cây cỏ thiên nhiên mọc rất rậm rạp. Phía sau nhà bà ba cánh rừng hơn 10 hectare, lực lượng chức năng thông báo rộng rãi đến người dân địa phương để cảnh giác.